Thưa quý vị, trước tình trạng quá tải tại các trung tâm đăng kiểm trong thời gian qua khi lượng phương tiện từ các tỉnh lân cận đổ dồn về phú tọ thăng đột biến, các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới sẽ bắt đầu thực hiện đăng ký lịch đăng kiểm trên ứng dụng online. Theo đó, chủ xe có nhu cầu kiểm định phương tiện xe cơ giới sẽ trực tiếp truy cập trên website ttdk.com.vn hoặc tại ứng dụng đặt lịch đăng kiểm ô tô để đặt lịch đăng kiểm mà không cần tới trực tiếp trung tâm đăng kiểm như trước. Thông qua ứng dụng trực tuyến, chủ xe có thể nắm được lượng phương tiện đang chờ kiểm định ở trung tâm để chủ động chọn lịch đăng ký phù hợp. Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã ban hành quyết định số 33 về việc phổ biến rộng rãi ứng dụng bảo hiểm xã hội số VSSID đến người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp để ngày càng có nhiều người dân tiếp cận và sử dụng ứng dụng. Ứng dụng bảo hiểm xã hội số VSSID giúp người lao động chủ động theo dõi quá trình tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp của bản thân mình. Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã yêu cầu Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố tập trung ra soát bao phủ ứng dụng VSSID tới 100% nhóm người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp tại các đơn vị sử dụng lao động và 100% người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện mới. Tiếp tục triển khai hướng dẫn đăng ký, cài đặt, sử dụng ứng dụng tới các đối tượng khác trên phạm vi cả nước, tiếp cận từng nhóm người tham gia, bảo đảm đến ngày 31 tháng 12 năm 2023, hoàn thành vượt mức chỉ tiêu đề ra. Bảo hiểm xã hội Việt Nam giao 63 tỉnh, thành phố phân đấu đến hết năm 2023. Sẽ có khoảng 35 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp được đăng ký, phê duyệt, cài đặt và sử dụng ứng dụng.